chuyên mục an toàn giao thông. Chuyên mục an toàn giao thông. Kính chào quý vị đến với chuyên đề an toàn giao thông do Phòng Cảnh sát Giao thông Đường bộ Đường sắt Công an tỉnh Long An phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Long An thực hiện. Mở đầu chuyên đề hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu một số thông tin về đăng ký xe mô tô, xe máy điện. Phần cuối chuyên đề, mời quý vị cùng nhìn lại những mất mát to lớn từ những vụ tai nạn giao thông trong năm qua. Mời quý vị theo dõi. Thưa quý vị, thông tư 54 của Bộ Công an vừa ban hành bổ sung quy định về đăng ký xe mô tô điện, xe máy điện. Theo đó, từ ngày 6 tháng 12 năm 2015 đến ngày 30 tháng 6 năm 2016, việc thực hiện cấp biển số xe đối với xe mô tô, xe máy điện được thực hiện với hai loại giấy tờ tùy thân. Cụ thể, người đi đăng ký chỉ cần cung cấp cho cơ quan có thẩm quyền các giấy tờ sau. 1. Giấy đăng ký xe mô tô, xe máy điện theo mẫu. 2. Bản photo copy, sổ hộ khẩu theo mẫu. Giấy giới thiệu của cơ quan tổ chức đối với trường hợp xe của cơ quan tổ chức. 3. Xuất trình giấy chứng minh nhân dân. Trong thời hạn 2 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký sẽ cấp giấy chứng nhận đăng ký. Tổ chức cá nhân có sở hữu phương tiện trên hãy đến Phòng Cảnh sát Giao thông tỉnh và Cảnh sát Giao thông các huyện để được đăng ký. Nếu đăng ký sau ngày 30 tháng 6 năm 2016 thì phải đóng phí trước bạ và phải thực hiện đầy đủ bộ thủ tục theo quy định. 2. Ngày 26 tháng 10 năm 2015, Bộ Công an ban hành thông tư số 57 về hướng dẫn trang bị phương tiện phòng cháy và chữa cháy đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. Theo đó, điều 4 thông tư 57 năm 2015 gồm hai đối tượng chính: phương tiện giao thông cơ giới đường bộ từ 4 chỗ ngồi trở lên, phương tiện giao thông cơ giới đường bộ vận chuyển chất hàng nguy hiểm cháy nổ. Tại điều 18 Nghị định 79 năm 2014 trên NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của luật phòng cháy chữa cháy cho luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật phòng cháy chữa cháy. Theo đó, chủ phương tiện giao thông cơ giới có trách nhiệm kiểm tra thường xuyên, định kỳ, đột xuất về an toàn phòng cháy chữa cháy trong phạm vi quản lý của mình. Ngoài ra, cảnh sát phòng cháy chữa cháy có thẩm quyền kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy định kỳ hoặc đột xuất khi có dấu hiệu nguy hiểm, mất an toàn phòng cháy chữa cháy hoặc vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy và khi có yêu cầu bảo vệ đặc biệt. Nghị định 171 về xử phạt hành chính trên lĩnh vực quy định không trang bị phương tiện chữa cháy thông dụng cho phương tiện giao thông cơ giới theo quy định thì bị phạt tiền từ 300.000 đến 500.000 đồng. Không trang bị phương tiện chữa cháy thông dụng cho phương tiện giao thông cơ giới dùng để vận chuyển hàng nguy hiểm về cháy nổ theo quy định thì bị phạt từ 3 triệu đến 5 triệu đồng. Tiếp theo, chúng tôi xin phản ánh một số lỗi phổ biến là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến các vụ tai nạn trên địa bàn trong thời gian qua. Không ít người vẫn còn xem những hành vi vi phạm luật giao thông là chuyện bình thường. Và đằng sau những điều tưởng chừng như bình thường ấy lại là một trong những nguyên nhân dẫn đến các vụ tai nạn giao thông hết sức thương tâm. Trên tuyến quốc lộ 1A, hàng đoàn xe ô tô tránh vượt sai quy định, từ lâu là nguyên nhân của không ít vụ tai nạn đau lòng, làm thiệt mạng nhiều người. Vi phạm phổ biến nhất trên tuyến quốc lộ là các lỗi chuyển làn đường không báo hiệu, vượt về bên phải, vượt không báo hiệu, vượt khi xe phía trước chưa có tín hiệu cho vượt và hậu quả từ những hành vi này cũng hết sức khó lường. Năm 2015, trên tuyến quốc lộ 1 qua địa bàn Long An xảy ra 115 vụ tai nạn giao thông, chiếm trên 33% số vụ tai nạn trên địa bàn tỉnh. Nói đến an toàn giao thông thì tốc độ thực sự là một mắt xích quan trọng, có làm chủ tốc độ, làm chủ tay lái mới có thể an toàn. Thực tế là vậy, nhưng vì nhiều lý do khác nhau, hiện nay người điều khiển phương tiện rất ít chú ý đến quy định tốc độ khi tham gia giao thông, nhất là đối với người điều khiển xe mô tô. Đáng sợ hơn là nạn ô tô xe tải, xe khách vi phạm tốc độ cứ ngày một gia tăng và chỉ cần một sự cố nhỏ thì các loại phương tiện này sẽ gieo rắc nỗi kinh hoàng cho người đi đường. Tai nạn giao thông không còn chỉ dừng lại ở các tuyến quốc lộ mà nó đang ngày một gia tăng ở khu vực nông thôn. Năm qua, các tuyến đường giao thông nông thôn chiếm gần 10% số vụ tai nạn. Thưa quý vị, mời quý vị theo dõi những câu chuyện đau lòng từ hậu quả của tai nạn giao thông. Đa phần nạn nhân của tai nạn giao thông là những người trẻ, là trụ cột của gia đình.
Sự mất mát của họ không chỉ để lại hậu quả to lớn cho chính gia đình họ, mà còn là gánh nặng không nhỏ cho xã hội. Chuyên đề an toàn giao thông hôm nay, chúng tôi gửi đến quý vị những trường hợp đau lòng của những gia đình có người thân bị tai nạn giao thông. Một lần nữa nhắc nhở tất cả chúng ta hãy cảnh giác khi tham gia giao thông. Cho đến tận bây giờ, bà con ngụ khu phố 1, phường 3, thị xã Kiến Tường vẫn còn ám ảnh trước hai vụ tai nạn dồn dập đến gia đình chị Quỳnh Thị Tuyết. Chồng chị mất trong một vụ tai nạn. Ngày làm đám 49 ngày của anh cũng là ngày chị gặp nạn, dập não thái dương. Hôn mê bất tỉnh một thời gian dài. Được bà con lối xóm giúp đỡ chạy chữa, sức khỏe của chị đã được hồi phục phần nào, nhưng vẫn còn rất yếu ớt, thường xuyên mệt mỏi, choáng váng. Cuộc sống gia đình chị bị đảo lộn hoàn toàn. Hai đứa con nhỏ, một em còn đi học, một em bị tật nguyền, không biết phải xoay sở ra sao. Mặc dù sức khỏe chưa bình phục, nhưng chị phải cố gắng đi làm lao công cho trường mẫu giáo kiếm tiền nuôi con. Cô Võ Thị Tuyết Nga, hiệu trưởng trường mầm non Hướng Dương, thị xã Kiến Tường cho biết. Cái hoàn cảnh của cô Tuyết, một mình ốm yếu, bệnh hoạn mà phải nuôi hai con ăn học và một em trai thì bị bệnh. Đó là cái điều mà phải nói rằng rất là đáng thương. Tới đây thì gia đình của cô Tuyết thì nằm trong cái khu vực là giải tỏa của nhà nước, cho nên gặp rất nhiều cái khó khăn về cái nơi ăn trốn ở. Đầu năm 2015, từ nhiều lá thư kêu cứu khẩn cấp của các ban ngành, đoàn thể phường 7, thành phố Tân An, chúng tôi đến Bệnh viện Đa khoa Long An gặp hai vợ chồng chị Vui đang nằm điều trị tại đây. Các bác sĩ cho biết chị mới vừa được chuyển lên từ phòng hồi sức tích cực, tức là mới qua cơn nguy kịch. Chị Vui là công nhân vệ sinh, làm việc tại siêu thị Cô ấp Mắt Tân An. Như thường lệ, chồng chị chở chị và đứa con nhỏ trên đường đi làm gì thì bị va chạm với một xe gắn máy khác. Tai nạn khiến chị bị chấn thương sọ não, dập phổi trái, liệt dây thanh âm. Sau nhiều tháng tại bệnh viện Chợ Rẫy, qua nhiều lần phẫu thuật, sức khỏe của chị mới chỉ được tạm ổn phần nào và phải còn điều trị rất lâu dài. Chi phí cho các lần điều trị đã lên đến cả 100 triệu đồng. Gia đình không có khả năng nên chính quyền địa phương, bà con lối xóm vận động hỗ trợ. Sau một thời gian điều trị kiên trì, nay sức khỏe của chị đã bình phục được một phần, nhưng vẫn không thể lao động nổi. Từ ngày chị bị tai nạn, chồng chị đã bỏ hẳn công việc chạy xe ôm để chăm sóc chị. Thời gian qua, hai vợ chồng cứ lay quay hết bệnh viện này đến bệnh viện khác. Hai đứa con nhỏ ở nhà cậy nhờ hết vào sự giúp đỡ của bà con láng giềng. Với trường hợp của ông Đinh Văn Hỷ, xã Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Hưng thì đau lòng hơn. Khi người con trai lớn, trụ cột của gia đình không may bị tai nạn giao thông khi đang trên đường đi làm thuê trở về nhà. Vụ tai nạn khiến anh Đinh Văn Vô bị chấn thương sọ não, được chính quyền địa phương, bà con lối xóm đứng ra vận động, quyên góp tiền làm phẫu thuật giúp anh Vô qua được cơn nguy kịch đến ngày hôm nay. Anh Vô gặp nạn, một lần nữa đã gia đình ông rơi vào bế tắc, bởi anh Vô là người anh cả trong gia đình, đồng anh em cùng ông gồng gánh gia đình chăm sóc đàn em nhỏ. Mặc dù đã được làm phẫu thuật, nhưng một phần hộp sọ của Vô vẫn còn đang gửi nuôi tại bệnh viện Chợ Rẫy. Đã đến hẹn phẫu thuật ráp lại, nhưng gia đình đã hết khả năng. Không có hộp sọ bảo vệ, đầu Vô bị đau nhức thường xuyên. Nhất là khi trời nắng, Vô lên cơn đau, la hét, cáo gắt. Khi thì ngất xỉu, khi thì đuổi đánh ông. Khi thì tỏ ra khôn dữ, có khi Vô lại trở nên hiền từ ngây thơ như đứa trẻ lên ba. Ông phải năn nỉ, đút từng muỗng cơm. Mấy tháng qua, lúc nào ông cũng phải sống trong tâm trạng bất an, nhưng chẳng biết làm gì hơn. Ông Đinh Văn Khỉ, xã Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Hưng cho biết. Tôi nay cũng 57 tuổi, cũng đuối rồi, không còn để lo cho con được dài nữa. Thành ra mong muốn cho con được gáp cái sọ lại. Trên đây chỉ một số trong số hàng trăm vụ tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn tỉnh mà chúng tôi muốn nêu lên trong chuyên đề hôm nay. Rất mong qua những câu chuyện buồn trên, phần nào sẽ là lời cảnh báo cho những ai không tuân thủ luật giao thông, xem thường tính mạng, sức khỏe của chính mình và người khác, nhất là trong thời điểm Tết Nguyên Đán đang đến gần.
Vừa rồi là chuyên mục An toàn giao thông. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.